Rồi rồi, em Thịnh Bến Tre chào anh em nha. Em Thịnh Bến Tre có rất nhiều xe nè, 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ rất là nhiều. Đó, anh em cứ qua lựa chọn lái thử, chạy thử vô tư nha. Trước mắt anh em mà là xe Innova G. Cái này là 2.6, 7 em không nhớ nhiều, Innova em không nhớ nha. Mà 6, 7, 8 là chung một form. Thì xe này được trang bị ABS, túi khí, cảm biến da nè. Full đồ chơi rồi, anh em về đi thôi. 454 vỏ mới, sơn xe đẹp. Đó, xe hơi dơ tí thôi. Đó. Chiếc xe G thì nói chung là chạy rất là êm ái, chất lượng. Đó, anh em nhìn nè. Quá chất lượng luôn. Cái nắp này nó bị bể anh em. Em đang tháo, em đang đặt mua nè. Về em gắn vô, nắp đó mà 1.5 triệu á. Trần rất là đẹp, bao xài bao chạy anh chị nha. Em mới vừa làm nguyên dàn gầm, bảo dưỡng nguyên dàn gầm luôn. 24 cây phụ, Putin làm lại ngon lành hết rồi. Anh em về đi ha. Giá cả cực kỳ hợp lý luôn, bao dùng. Đó, 215 triệu còn giảm còn bớt có chỗ nợ. Anh em quan tâm mẫu này nhấc máy alo em mình 0866678971, 0834333371. Nơi giao lưu cho đổi mua bán với bà con có xem là cô bớt ha. Đó, 4 vỏ là đều mới hết anh chị. Bao dùng nha. Anh chị nào quan tâm mẫu này thì alo cho em Thịnh. Đó, nơi giao lưu cho đổi với bà con. Em cảm ơn anh em bà con mình nhiều nha.